Chú nấu nướng nó phải gọi hơi bị siêu cháu ạ. Sao cháu lại bảo chú chú học đốt nhà, chết 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 chết. Thôi nên là thôi cho chú làm anh người hầu thôi Thôi cháu mà ạ. chú ơi nha, con thích nhà lắm, đưa chú về chú đốt hết. Không không không, chú làm anh người hầu chăm chỉ và cô chủ nhà may mắn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với shop xì kẹo.vn, shop Free Fire giá rẻ uy tín. Hiện tại ở trên shop đang giảm 50% tất cả các vòng quay và đặc biệt là giảm 70% vòng quay trung thu, nổ hũ lên đến 19.999 kim cương, tất cả chỉ có tại shop xì kẹo.vn. Ngọc ạ, anh bảo này, anh tâm Dạ. hồn ngây thơ trong sáng lắm em ạ. Mở tin hai đi, bắt đầu. Để anh còn có thời gian anh Cái gì tâm rồi sự với Ngọc, tâm sự với Ngọc chứ. Nhờ ý chú là sao? Ý chú là sao? chú sao chú biết gì đâu, sao sao con lại hỏi ý chú là sao. Ý chú là mở tim hai để Nhau chú cái chuyện đó để là chú bây giờ còn con nghĩ ý chú là sao? đi tim hai để chú còn À, ngồi tâm sự với Ngọc chứ. Dạ về ông cầm mẹ mồm đi. Nhờ đi tìm hai là giao hiệu lắm á. có gì đâu, gì nhám hiểm đâu, tình cảm chú cháu, tình cảm anh em mà, đúng không đúng không đúng không đúng không đúng đúng không Đúng. cái đéo gì đây, cái đéo gì đây, chú dê vãi, mày điên à, thì chú có tâm hồn học sinh như thế này đúng không Ngọc Khánh. Ngọc chú bảo Sẽ này. kẹo dê lắm á mọi người. Thôi chết rồi em ơi. Đâu không mà khổ lắm cơ, mình có biết dê là cái gì đâu. Thật, từ bé rồi chưa yêu ai bao giờ, tôi thề. Đau đầu à, chắc là chú bị sốt đấy, chắc là tí chú phải làm sao chú ấy kiếm mấy tờ tiền 500.000 chú đắp lên trán ấy. Cần gì chú ơi, cái cạc Hả trong sao con, đó có 1,8 là ok rồi. ôi cháu ơi, ai đã dạy cháu những điều này cháu ơi, Cạc là được rồi, có phải bố đừng mẹ cháu đã năm dạy hai cháu năm này. những điều này đúng không cháu. Ôi hỏng rồi cháu ạ. À. Trời đủ. Thôi, mấy ông bà im mẹ mồm đi. Đây là thời gian gọi là tham tu tán gái nên là các ông có để trật tự cho tôi tán gái được không? Không, ông im con mẹ mồm đi. Không phần nào nhá. Ok. Nhưng mà chú hỏi thế hôm nay lên lớp có học bài không hay là lại ngủ? Dạ, bữa giờ con nghỉ học. Nghỉ học á? À, chú quên mất nhỉ. Ốm nhỉ, thương đấy nhỉ, thương nhỉ, thương nhỉ. Thế nhỉ? Vậy là chú sẽ kẹp nhiều Hả? em quá không nhớ rồi. Ôi thằng kia là thằng Sở Khanh. Không 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 không, không phải. Ê chú bận công Vậy việc bữa để chăm sau hàng bàn lo. học với Đấy, sậu. không phải đâu, để chú bận công việc để chú phải chăm lo bao nhiêu thứ. Đấy, để lo tương lai cháu ạ, à. Đấy để kiếm tiền. Cháu thấy không? Vất vả không? Mệt không? Ơ mệt mệt thì bây giờ là chú thương con rồi con cũng phải thương lại chú ý chứ nhở? Mày cầm mồm đi. Hả, nhở? Bởi vì là chú ấy suốt ngày ở trong nhà chú phải làm chú không được ra ngoài ấy. Bây giờ nên là áp lực cháu ạ. Thôi bây giờ con cũng muốn áp lực như chú, bây giờ phải Áp làm lực cho sao? chú á, phải làm sao? Đơn giản thôi thì chú bảo này. Ở nhà răng lại vừa trắng, à quên. Da lại vừa trắng vừa đẹp đúng không? Không cần phải tốn tiền mua kem chống nắng. Đấy. Thế là thôi con cứ ở nhà như chú chơi game đi, cũng không làm sao đâu, dễ mà. Thì cũng áp lực còn gì nữa. Nhiều trai quá áp Hả? lực á. Ui! Cái gì vậy? Nhiều Khổ trai. quá. Nhiều trai tán quá áp lực á. Ui ôi. Có cuộc sống của cuộc sống tranh xả của khác các bạn nhỉ. Đau đầu. Nên là hàng ngày Ngọc phải lựa xem là ai, hôm nay phải đếm thêm bao nhiêu thằng tán mình đây. Ôi rồi suốt ngày nhắn tin một. Ôi rồi ôi. Em ơi em ăn chưa? Em ơi em ngủ chưa? Hôm nay em ăn cái gì đấy? Em ơi em có rảnh không? Ôi rồi đọc nhiều tin nhắn quá áp lực các bạn ạ. Thì ra con còn đi chứ lộn thuê nữa. Chửi Ai lộn thuê con thuê đi chứ lộn. á. Dạ. Ôi. Như cháu thì tiền để đâu cho hết bây giờ. Thôi, chú bảo rồi nếu mà có dư giả tiền thì thôi thuê chú làm cho con cũng được. What? Chú về chú nấu cơm chú dọn dẹp nhà cửa cho, có gì đâu. Đúng không? Thật 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 thật. Chú cũng biết nấu cơm á hả?
Có, mai này anh sẽ nấu cơm, tập kho cá với thơm. Có chứ. Đốt nhà. Cái gì? Không. Nấu cái gì? Đốt không. Nhà chứ nó. Chú nấu nướng nó mày gọi hơi bị siêu cháu ạ. Sao cháu lại bảo chú chú học đốt nhà. Chết. Thôi nên là thôi cho chú làm anh người hầu thôi. Thôi mà chú ơi nhà. Con vất nhà lắm. Đưa chú về chú đốt hết. Không, chú làm anh người hầu chăm chỉ và cô chủ nhà may mắn. Ok chưa? Đúng không? Ơi nhưng mà chú bảo này, đã có thằng nào mà thích cháu nó dọa cháu là bây giờ Ngọc mà không yêu và nó đốt nhà chưa? Dạ, rồi đây. Đây á. Ví dụ như chú này. Không. Không, ai sao lại nói người ta như thế? Không, chú không như thế nha. Eo một người tốt bụng như này lại bảo là ui chú ấy đốt nhà cháu. Không, đừng. Cháu sao cháu lại cứ đổ oan cho người có tội? Oai. Thế sao cứ chẳng mày này ngu thế nhỉ? À, quên chú nhầm. Chú là tội chia sẻ đi. Đâu? Cháu mới là người có tội. Ôi. Chú có tội tình gì đâu? Không, chú không có tội lỗi gì cả. Cháu mới là người có tội. Cháu đã phạm tội cướp mất trái tim của chú. Trời ơi. Nè có vẻ lâm ly bi đát nhỉ. Nên bây giờ cháu phải chịu trách nhiệm đi. Chú không biết gì đâu. A few moments later. Con chỉ cần lắng nghe tình cảm yêu thương này chú dành cho con thôi Ngọc ạ. Ok chưa? Ok. Ôi thật buồn cười. Các bạn ở trong cuộc sống này, chứ bạn gặp được người muốn chăm sóc cả đời nhưng trong túi lại đéo có tiền. Thế thôi, chúng ta chỉ biết tự than thân trách phận với bản thân mình. Trách là tại sao... Trách cái đéo gì không có tiền thì im mẹ mồm đi đúng không? Từ ngoài Hà Nội lạnh lắm. Ở trong đó có lạnh không con? Em thích con. Hả? Ở trong đó có lạnh không Ngọc? Chỉ có một con lạnh thôi, mỗi mình con lạnh. Cái gì đang mệt? Mệt á hả? Thế là vẫn ốm à? Ôi, vẫn ốm, vẫn mệt à? Thế làm sao rồi? Bây giờ sốt hay là bây giờ làm sao? Hay là bây giờ người mệt thôi à? Dạ, sốt. Vẫn sốt á hả? Ôi, thường thế nhở? Thế ba mẹ con đâu? Ba mẹ Ngọc đâu? Ba mẹ xa. Hả? Ba mẹ làm xa. Ba mẹ làm xa thôi. Khổ lắm cơ. Nhà có mấy anh chị em á? Ba anh chị em á? Ba cô con gái. Thôi thì bây giờ chắc có khi anh phải bảo với ba mẹ là để lại Ngọc cho anh đúng không? Đã ngu còn hay sủa. Còn chị với em kia để lại cho ai cũng được. Đấy, phải đăng ký trước, phải nói với ba má như thế đúng không? Ngọc nhờ. Chắc vậy. Thôi nếu mà ở trong đấy mà lạnh quá ấy, thì thôi ra Hà Nội này cho nó đỡ lạnh. Được chưa? Đi ra đâu cũng lạnh. Thôi ra Hà Nội này ở trong nhà ôm nhau cho ấm cho nó đỡ lạnh cháu ạ. Rồi nãy giờ con quay màn hình lại đăng lên TikTok. À chết dở. Không sao cả. Nhưng mà thôi, tình cảm chú dành cho con là thật mà. Ôi dồi ôi, chú có nói điêu bao giờ đâu. Chú chỉ điêu với mọi người thôi, được chưa? Ok chưa? Ok. Thật chứ, có đùa đâu. nhỏ vô lý. Tin gái to cũng nhận cũng nhận Ngọc là em gái này. Ân cũng nhận Ngọc làm em gái này. Thế rốt cuộc là em gái của thằng nào nhỉ? Đau đầu. Không hiểu sao được mọi người cứ nhận em gái nhỉ. Nhưng mà thôi, chú ấy không như thế, chú khác. Đấy, anh khác Ngọc ạ. Đấy, anh nhận làm người yêu luôn. Thế mới sợ chứ. tôi đang tự hỏi, tự suy nghĩ rằng ơ tại sao trên đời này có một cô gái đáng yêu như thế nhỉ? Chết. Mộng đi. Hả? Trời, con nghe mấy câu này con sợ. Chú nói thật mà, có gì đâu sợ. Chú có phải là Bác Phoi đâu.
Chú cũng phải bắt phôi. Dễ thương chỉ mới ngày đầu thôi chứ à. Ồ chết rồi. Sau chú này hiểu là rồi. Chú bắt đầu hiểu rồi. Nhưng mà thôi không sao. Chú chấp nhận. Chú chấp nhận con ạ. Cuộc sống mà. Chú chấp nhận. À, thật ra thì có một điều như này. Tôi nghe nói là con gái miền Nam hay có thú vui đấy là đi cà phê, đánh bài. No, no, no. Thật đấy. Thế cháu có thói quen xấu gì không? Ngủ hả? Ngủ có thói quen xấu không nè? Một ngày cháu ngủ bao nhiêu tiếng nhỉ? Một ngày ngóng ngủ bao nhiêu tiếng cơ? Dạ. Một ngày ngóng ngủ bao nhiêu tiếng cơ? Có lúc thì 17 tiếng. What the hell? Có lúc 17 thì... tiếng. Thế bây giờ mà yêu nhau mà lấy nhau về là hai đứa chỉ có ôm nhau ngủ thôi à? Chết mẹ. Ôm nhau ngủ thế thì không làm thì lấy cái gì mà ăn? Nhưng một ngày 17 tiếng. Ừ. Bình thường mà. Bình thường mà. Chê thế này mà yêu nhau về lấy nhau về chỉ có ôm nhau ngủ thôi. Nhưng mà nhà cháu có giàu không? Ui dồi ôi, mắt sáng hơn đèn. Vài mẫu đất hả chú ơi? À, vài mẫu đất nhưng mà ở chỗ nào nhỉ? Chú ơi thật. Nhà giàu thì hai đứa về mới ôm nhau ngủ được không cháu ạ? Không thì cực lắm, chú phải hỏi thật mà. Cạp vàng mà ăn. Cạp vàng mà ăn á? Nhà điều kiện thế á? Thế thì ok. Mai chú đặt vé mai chú vào luôn. Mai hai đứa chỉ việc ôm nhau ngủ thôi, không phải làm gì cả. Thế lại nhàn nhỉ? Tôi đéo làm streamer đâu, tôi thề đéo làm streamer nữa, mệt vãi lìn. Suốt ngày ngồi lại stream game đau hết cả lưng. Đi vào cuộc đời. Tôi muốn ngủ chứ. Cháu biết không, chú kể cho cháu cái tâm thư này cháu nghe này. Một ngày ấy, chú thật là chú làm ấy tầm khoảng 3 đến 4 giờ sáng. Xong rồi 8 giờ chú đã phải dậy rồi. Như vậy một ngày chú ngủ mấy tiếng ta? Ngủ từ 4 đến 5 tiếng thôi, chưa mà tranh thủ thì ngủ thêm được xíu nhưng mà mệt lắm. Vậy thôi, chú có đọc ý cặp vàng ăn không? Có cháu ạ. Cặp vàng sống qua ngày. Cũng được Ngọc ạ. Không sao cả đâu. Chú chịu đựng được hết cháu ạ. Một tấc lệ chăm, hai trái tim vàng. Đúng, hai trái tim vàng luôn. Yêu luôn. Một ngày hai đứa ôm nhau ngủ 17 tiếng. Ừ. Vàng con nói chú biết là cái gì không? Không, chú không biết là cái gì. Thế nó là cái gì? Tích. Cái gì cơ? Không làm rồi. À ok. Không làm rồi. Được cháu chị tôi. Chị nói đúng là nghĩ sao con ngủ đòi ăn đâu? Nhưng mà chú thấy Ngọc không làm vẫn có ăn đấy thấy. Có làm sao đâu nào. Cái chuyện này bình thường. Cái đéo gì kia, anh đéo hiểu sao? Ngóng ấy mấy bạn fan hỏi anh là anh có sừng đúng không vậy? Điên à? Anh làm đéo có sừng. Hỏi mẹ mình như kiểu tôi là kỳ lân hoặc tôi là trâu, tôi là bò ấy, tôi là người mà. Anh có sừng không vậy? Thề. Đau đầu với các bạn quá cơ. Nhưng mà Ngọc sẽ không cắm sừng anh chứ? Dạ không. À. Không cho chú cái sừng trâu thì. Nào. Lại làm thế với người ta. Đừng ai làm như thế. Ui đâu rồi. Ok không sao Ngọc ạ. Đó, tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng mà thôi, anh nguyện cùng ngày cùng tháng cùng năm vậy chúng ta chết chung Ngọc ạ, yêu thương các thứ